đầu tiên của tôi khi đến đây mà tôi thấy có một cái giọng ca rất mới. Nếu mà quý vị nhắm mắt lại, quý vị có lại tôi cứ ngỡ là Tuấn Ngọc về với chương trình tối hôm nay, nhưng mà anh đề nghị em là làm tới em hát á, là em bây giờ tháng mai nó mới giống Tuấn Ngọc đúng không ạ? Thưa quý vị, chúng tôi xin phép quý vị một phút, đôi lúc đặc biệt là ở châu Á, riêng là ở Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam luôn luôn trong cái đời sống tình cảm hỏi tin và em nói số tình vi, khi tin vào cái chuyên phận mình có hợp với anh này không, thế nhưng khi mình không hợp với người này mà đôi lúc tin như thế rồi về với nhau trong cái dây tình cảm nó để lại những cái vết thương này và nó làm cho cái cuộc sống nó mang một cái vết thương thầm kín. Và lúc bây giờ đôi khi người ta nói rằng ước gì em được lựa chọn, nhưng mà bây giờ nó đã lỡ rồi, phải không quý vị? Cho nên quý vị để tìm về, để hiểu sâu về cái vết thương đó, chúng tôi xin phép quý vị lắng nghe một tình khúc. Nếu em được lựa chọn qua phần trình bày của Tâm Thảo.
xin cảm ơn chàng trai của quý vị.